Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review con Jet Volcano. Jet Volcano là một cô bé của hãng Jet Kobe. Đây là một loại biến thể rất là thú vị. Nó có hình dạng theo pyramid và nó có hình dạng giống như là một ngọn núi, cho nên người ta thường gọi đặt tên cho nó là Volcano. Về chất lượng nhựa thì Jet Volcano được làm từ nhựa tái chế. Các bạn có thể nhìn kỹ thì lớp nhựa của nó có một số đường chày chày nhỏ, đó là một số điều thường thấy ở các loại nhựa tái chế, cho nên nó làm đi mất một đi một sự thẩm mỹ nhẹ nhẹ về phần nhựa của cô bé. Lớp sticker của Z cô bé được làm khá là mỏng, tuy nhiên Z cô bé đã cải tiến một số chỗ để nhằm tránh làm chóc sticker ở các khớp quay, đó là họ đã thiết kế các khớp cạnh được lõm vào trong và sticker sau khi dán sẽ dán lõm vào trong. Điều đó sẽ làm cho sticker được bảo quản tốt hơn và không bị cắp ra trong khi quay. Đó là một điều cải tiến tốt hơn so với Mapper. Mapper thì dán thẳng lên bề mặt, cho nên mình đã xem một số review của Red KB, Crazy Cooper hoặc là một số người khác thì mình thấy hầu như họ đều than phiền về Mapper là nó bị chấp các sticker ở cạnh. Volcano Z Volcano khác biệt so với Mapper ở một điểm, đó là nó dễ bóp hơn, cấu trúc của nó không được chắc chắn bằng Mapper và các phần đỉnh nó bo tròn hơn và nhìn nó nhỏ gọn hơn so với Volcano của Mapper. Các bạn có thể thấy Volcano của Mapper nhìn nó to và Volcano. Sau khi mình mua về thì do là nhựa tái chế cho nên trên thân của bé có khá là nhiều các vết nhựa thừa, gọi là các đường răng nhựa nhựa thừa, như giống như các loại đồ chơi Trung Quốc mà các bạn có thể thường thấy. Khi mua về các bạn nên dùng dao lam cạo sạch những phần nhựa thừa đó đi, sau đó hãy dán lại sticker, vì khi mua về các sticker hầu như đều bị dán lệch và nó không nằm đúng trong cái phần lõm được nhà sản xuất thiết kế. Vì vậy các bạn nên chỉnh lại để tránh làm sticker mau chóng bị chóc và hư hỏng. Đây là sau khi mình đã silicon xong. Sau khi silicon vào thì việc xoay cũng khá là nhẹ nhàng. Tốt hơn nhiều so với lúc trước khi silicon. Và nó hầu như không phải là một cô bé dùng để stick. Nếu như các bạn có thể tìm kiếm trên mạng thì giá của con Volcano này cũng khá là rẻ bèo. Tuy nhiên do việc chi phí phải nhập từ nước ngoài về và việc vận chuyển tiền ship, cho nên giá của nó khi về tới Việt Nam sẽ tăng lên đôi chút, đắt hơn so với bình thường. Rồi, đây là đánh giá sơ bộ của mình về con Z-Volcano. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và subscribe cho mình nhé.